công các bạn. Máy bay này tự né giặt cản rất là hay, do đó nên là nữ hay nam gì ai lái cũng được hết, nói chung là rất là dễ. Rồi bay đi em. Bên nhân viên các bạn. Mình di chuyển ra xa ra chút xíu để bạn nữ kia cất cánh các bạn. Khoảng 150 mét các bạn, nhưng mà cái lượng nước xuống mình thấy là quá mê, làm phun là 9 mét, hiện tại là đang lập trình là 9 mét. Thì cái khả năng làm việc của con máy này là 1 tiếng đồng hồ là lên đến là 22 hecta, là tương đương với là 220 công các bạn. Như các bạn thấy cái lượng nước phun là mình tùy chỉnh, rồi cái lượng cái làn phun thì mình cũng tùy chỉnh. Đây các bạn, thì máy bay ra lại đây để mình quay cái lượng phân rớt xuống cho bạn xem ha. Xin mến chào các bạn nha, hôm nay mình đến với Tân Hưng, Long An để xem dòng máy bay T40, dòng máy tiên tiến nhất, mới nhất có mặt ở Việt Nam. Giờ hôm nay là ngày phun thuốc rải phân thực tế trên ruộng ha bạn. Mời các bạn cùng xem với mình ha bạn. Mới có mặt ở Việt Nam mấy ngày nay thôi các bạn. Đây các bạn, bây giờ thì ảnh bung những cái cánh ra cho các bạn xem ha. Đó, thì mình thấy có những sự cải tiến mới của dòng máy DJI là mỗi một cánh tay có hai cái cánh các bạn, mỗi một cánh tay có hai cái cánh đó, thì nó giúp cho là cái động cơ này nó mạnh mẽ hơn, cái máy bay này nó bay mạnh mẽ hơn các bạn. Đó, là mỗi một cái cánh tay như thế này là ở trên hai cái cánh và dưới hai cái cánh, thì đồng thời là nó là ở trên một cái motor và ở dưới một cái motor các bạn. Đó. Đó. Cái này là cánh trên, 8 cái motor. Xả cánh này từ đây qua tới kia là bao nhiêu ta? Từ đây qua tới kia là 4 mét ha. Thì cái bình thuốc này thì mình được biết là nó là 40 lít các bạn. Chiếc máy này thì nó bung ra thì có cái phần bự các bạn, thì nhưng mà cái hình dáng của nó y ra như là con máy T20 á, nhưng mà nó cao hơn xíu. Nó cao hơn và nó bự hơn, nhưng mà gặp lại thì nó ra như con T20B. Đặc biệt nhất là nó 8 cái motor. Thấy chưa? Đó là mang trọng tải của nó, mà nó mang dầu phân á, là trọng tải của nó là lên đến là 100 kg các bạn. Còn mang thuốc phun thì nó trọng tải của nó lên đến là tính luôn xác máy về bên đồ tất cả luôn đó là nó 90 kg các bạn. Thì con máy này thì theo mình được biết á, là cái làn phun của nó là được 11 mét, phun tối đa với cái tốc độ là 1 tiếng đồng hồ, được 22 hecta, tương đương với 220 công ruộng của miền Nam các bạn, là tính 1.000 một công là 1.000 mét vuông á các bạn. Đây là đèn chiếu sáng và cụm camera ha bạn. Cụm camera này là trang bị là 12 megapixel. Là cái chuyển động của cái cánh quay này á, là mỗi một cái thằng ở trên thì nó sẽ ăn cái lượng gió khác, và thằng ở dưới thì nó ăn lượng gió khác các bạn, nó sẽ chéo ngược với nhau các bạn. Nó nói vậy để cho các bạn xem được biết. Đây, đây các bạn, bây giờ ảnh châm thuốc vô cho các bạn xem ha. Thì cái bình thuốc này là châm được là 40 lít nước. Thì cái máy này á, cái máy bay nông nghiệp này á, thì trang bị cái, đây các bạn, mình cho các bạn xem cái này là không phải là cái bét nhưng như những dòng máy bay trước ha, là nó là dòng đĩa ly tâm giúp cho là bà con nông dân là không có bị nghẹt bét các bạn, không bị nghẹt bét. Đây bạn, là radar trang bị nằm trên đây các bạn, radar trang bị nằm trên đây.
Thì cái này thì mình được biết là cái cảm biến nước của cái bình này thì nó hầu như là chính xác hơn là DT20 các bạn. Là con này là cái cảm biến nước là hầu như là tuyệt đối. Rồi đây, đóng rồi đây. Điện vô. Đây các bạn thì ảnh lắp pin luôn các bạn. Thì theo mình được biết là cái cục pin này á là nó là xài được cỡ là 1.500 lần sạc nó mới có hư cục pin đó bạn. Cục pin này là xài được 1.500 lần sạc ha. Đây các bạn thì mời các bạn và mọi người cùng xem cảnh T40 cắt cánh các bạn. Đó thì dòng máy bay T40 thì cái cánh của nó là hai dàn cánh các bạn, ở trên và cánh dưới. Đó. Rồi bay luôn đi anh. Quá quy luật các bạn. Đó. Hiện tại là làn phun này là lập trình trên máy tính là 9 mét các bạn. Đó. Nhìn cái lượng nước xuống mình thấy quá mê các bạn. Cái lượng nước xuống mình thấy quá mê. Đó thì mình xin nhắc lại là mình đang ở đây là đang ở Long An các bạn. Đó là mình đang ở đây là mình đang ở Tân Hưng Long An các bạn. Rồi, các bạn xem cái lượng nước xuống nè. Đây vô đó là mình đứng cách cái máy bay đó là cả 150 mét các bạn, nhưng mà cái lượng nước xuống mình thấy là quá mê. Làn phun là 9 mét, hiện tại là đang lập trình là 9 mét. Đó, thì cái khả năng làm việc của con máy này là 1 tiếng đồng hồ là lên đến là 22 hectare, là tương đương với là 220 công các bạn. Đó, thì khi mà chuyển làn phun á, khi chuyển làn phun mới là máy tự động cắt cánh bay cao lên để cho mà giảm thiểu cái phần mà bị đổ ngã lúa đó bạn, chứ không phải là nó bay thẳng, mà khi mà nó dừng lại chuyển động ở trên cao rồi là nó vẫn đứng im ha, thì nó sẽ là bị đổ ngã. Còn khi mà mình có cái lượng gió, có lượng gió nhưng mà khi mà mình bay xuông luôn á thì nó không có bị bay xuông luôn thì nó không có bị đổ ngã ha. Trừ khi nào mà mình bay mình đứng tại chỗ thì nó mới đổ ngã, mà bay đứng tại chỗ thì nó chuyển động chuyển làn thì nó tự bay cao lên như các bạn thấy trên màn hình á. Đó, như các bạn thấy cái lượng nước phun là mình tùy chỉnh rồi cái lượng cái làn phun thì mình cũng tùy chỉnh ha. Đó, khi này là khi chuyển làn nè là mình tự cắt nó tự cắt cánh bay cao lên ha, chứ mình cũng chẳng có đụng tay gì vô ha. Thì đi vô tuốt trong cái tán cây trong kia rồi là cách cỡ 150 á, chục mét á. À, giờ bay ra nè các bạn thấy nè, lượng nước xuống là khỏi chê luôn ha. Mấy bài dùng đĩa ly tâm vô đó nên cái sự mà bị ngạt bét là không có ha bạn. Đây các bạn, thì bây giờ ảnh châm lại một bình mới nữa ha. Giờ đang thay pin luôn. Cục pin này thường thì xài được 2 bình thuốc. Sạc thì cỡ 8-9 phút là đầy một cục pin. Còn mình sử dụng thì khoảng là 2 bình thuốc. Đây các bạn, nữ phi công các bạn. Máy bay này tự né giặt cản rất là hay, do đó nên là nữ hay nam gì ai lái cũng được, nói chung là rất là dễ. Rồi bay đi em. Đó. Bên nhân viên các bạn. Bay luôn phải không? Mình di chuyển cho xa ra chút xíu để bạn nữ kia cắt cánh các bạn.
cái màn hình này nó có khác gì với cái màn hình cũ không anh Quân? Có anh, cái màn hình thứ nhất là cái sáng hơn, nó sáng hơn, thứ hai là nó rộng hơn thì nó sẽ có nhiều chức năng cho mình hơn. Dạ. Cái màn hình này nó sáng hơn và nó rộng hơn ha. Dạ. So với cái màn này các bạn. Nó sẽ cũng hay đó. Dạ. Hiển thị làn khung ở trên đây ha. Dạ. Cho mình biết. Đây là anh YouTube cây lúa. Đây các bạn, mình quay cái cảnh bay ra cho các bạn xem nè. Đây là cái chỗ mà hết thuốc nãy ha. Thì cái này nó tự hết thuốc giữa ruộng á, thì nó cũng vô đầu rồi nó xịt ở trong này ra luôn rồi, chứ nó không phải đi đến nơi đó ha. Là nó sẽ là định vị cái nơi nào là gần nhất là nó xịt, chứ không phải là nó dời điểm các bạn. Có nghĩa là nó dời điểm, cái điểm nào mà gần nhất là nó xịt, chứ nó không có phải đi ngay cái chỗ cũ. Ví dụ như hết thuốc ở trong hậu thì ở ngoài này nó xịt vô đó, là đến cái điểm trong hậu rồi bắt đầu nó xịt ra trở lại, chứ nó không phải là như một số máy bay cũ mà hết chỗ nào rồi phun lại chỗ đó thì giúp là cái máy bay nó bay không nhiều, do đó nên nó tốn pin đó bạn. Còn này thì hết thuốc ở trong hậu thì mặt tiền phun vô ha, giúp cho cái máy bay lúc nào cũng hoạt động chứ không có phải là bay không. Đây là anh đang lập trình là bao nhiêu nước ở trên một công ruộng nha anh? Dạ anh đang lập trình là một mẫu là 25 lít, một mẫu 25 lít nước ha, là một công là 2,5 lít. Dạ. Nãy giờ thì như các bạn thấy thì cái lượng nước phun đó là 2,5 lít cho một công mà ruộng các bạn. Giờ hạ xuống các bạn, hạ cánh rồi. Rồi ok, bây giờ mình đẩy hơn luôn ha. Đây các bạn, bây giờ thì mời các bạn xem cái cảnh tháo lắp cái bình phun thuốc này ra để lắp cái bình xả phân vô các bạn. Thì mình tháo chỗ này nè, tháo cái bình về chỗ này ha. Bên kia tháo cộng tương tự. Anh tháo giùm em với. Rồi, cái trong anh tháo lắp cái bình đó, mọi người dặn cái này ra. Xả phân thuốc này nè, cái bình phun thuốc đó các bạn, để lắp cái bình xả phân vào. Dặn cái mấy cái co này ra thôi. Rút cái này ra. Đây em cầm thùng giấy không kìa. Thì rớt rồi. Giờ bên đây một co ha. Lột mắt sao? Rồi cái này về nhét đây. Có lỗ nè. Nhét đây nè. Đúng rồi. Đây, nó có cái lỗ ở trên nha, nhét cái này vô đây nè. Đâu đây nè. Ok. Anh em nhớ nha, chừng nào mà mình có hai bình nó xả thuốc nha, tại nãy mình quên. Nghe cái này lên đây các bạn. Dây điện đâu hả? Dây điện bên kia. Rút cái thùng lên đi qua đây. Cái máy dây điện đây. Cần em tháo giùm không? Rồi ha. Rồi, ra rồi đó. Dặn gì mà nói chuột vậy? Ít bỏ nữa nó sẽ giảm lại, nhẹ lại. Đúng rồi. Thuốc còn hả? Thuốc còn. Rồi. Rồi anh đang tháo. Anh em đem qua đây đi. Đây các bạn, thì đây là cái bình xả phân các bạn. À, cái bình xả phân này thì trọng lượng 50 kg và 70 lít nè. Cái nếu mình đổ lít vô thì là được 70 lít các bạn, còn nếu mình đổ ký vô là được 70 kg. Thì cái nắp các bạn, cái nắp á thấy rất là bự ha, để cho mình vừa đứng, như anh kia anh vừa đứng là anh vừa ôm cái bao khăn là đổ vô là rất là vừa luôn. Dai sải luôn á. Dai sải luôn chứ đừng nào. Anh vác lên vai anh đổ cho luôn coi. Cho xin xíu phân đi. Vậy rồi đó. Lắp vô đây cái là xong. Lít là 70 lít đây. 70 lít. Còn ký trọng lượng ký là được 70 kg, được 50 kg. Mà khoan. Để lên cái tấm bạc còn cái clip rồi đã. Clip mới được. Clip. Đây các bạn thì cái máy mới nào nó cũng là đem cái lập trình cho nó lập trình cái phân các bạn, cho nó sử dụng một lần đầu tiên là từ đó về sau là mình khỏi lập trình nữa, đổ phân vô là nó tự xạ thôi. Tại vì mỗi một cái hạt phân nó bự nhỏ khác nhau, do đó nên mình xạ phân gì là mình lập trình của cái phân đó ha. Theo tư liệu nhà sản xuất á đưa ra thì mỗi một tiếng đồng hồ chiếc máy này xạ tối đa được khoảng là 1 tấn 500 kg. Theo tư liệu nhà sản xuất ha. Đây
đây cái loại phân để bạn là DDB và OG ha. À, đang xạ cho lúa là khoảng 20-25 ngày. Là đầy bên này là 50 kg. À, tính lít là 70 lít. À, ba đang test để mà lập trình cho nó lần đầu tiên các bạn. Cái máy này là máy mới do đó nên mình phải test để lập trình cho nó gãi cái hạt phân này. Nó cho nó đừng có văng phân ra các bạn. Mấy anh đang cần cái cao su này. Bành lên đứng cho dân phần ra. Nó chùm lại vậy luôn hả? Chùm lại vậy luôn. Các bạn thì cái đĩa trong nó quay, vậy đó nó dân phần ra. Dân cũng thường là dân lên. Chờ xíu nha bà con. Cái này thì mình rải 1 hecta là mình tính là 100 kg là để vô máy tính nó tự tính là sao anh? Đúng rồi, mình sẽ chia máy nó sẽ tính mình cứ bấm 100 kg vô trong 1 hecta vậy là máy nó tự rải đều ra cho mình thôi, không cần chia gì hết phải không? Máy sẽ tự chia ra cho mình. Máy tự chia cho mình. À, thì mình thấy là nó rất là thuận tiện các bạn, không cần phải chia từng làng bao nhiêu kg. Chỗ này 1 hecta của mình là bao nhiêu kg là mình cứ tính vậy là máy nó tự tính cho mình. À, nó gãi đều trên ruộng cho mình là như vậy thôi. Đó. Đây các bạn. Đó là cái khi mà máy bay nó bay lên nó hoạt động như vậy đó bạn. Nhưng mà ở đây là mình test lần đầu tiên là không phải là test nhưng mà lập trình để cho mà nó làm quen với phân các bạn. Mấy anh em đứng nè. Mấy anh em đứng. Cho hết bàn luôn hả? Cho hết luôn hả? Hết bàn luôn vậy? Hết luôn. Hết bàn luôn. Hết bàn luôn. Cho hết bàn luôn. Nó làm quen với văn cơ mà. Dạ cũng hết đâu đó, tầm này thôi. Đúng rồi đó. Thời gian là nó xạ một bình văn này là bao lâu anh? 1 phút 30 giây. 1 phút 30. Hiện tại thì mình đang tiến hành rải phân ở Tân Hưng Long An nha. Thì đây là dòng máy đi. Đây các bạn thì mình xin nhắc lại ha, hiện tại thì mình đang rải phân ở Tân Hưng Long An. Đây là dòng máy cải tiến mới nhất của dòng máy bay nông nghiệp, dòng máy bay GDI. À, T40 à, là mới về Việt Nam mới có mấy ngày thôi bạn, là ngày 13, hôm nay là mình quay ngày 19, là mới 6 ngày thôi bạn. À, đây các bạn thì mình xin nói sơ cho bạn xem được biết ha, là cái thời gian rải một bình phân đầy như thế này là 50 kg, là 2-3 phút ha. Còn cái làn phun á, cái làn phun phân, cái làn giải ra thì nó cũng tầm là 11 m 9 m ha, tùy theo mình tùy chỉnh. À, đây các bạn thì mấy anh em đang hốt ra ha, là nó sẽ để vô đó thì nó tự cảm biến được là đang dư số lượng, do đó mình hốt ra cho đủ số lượng 50 kg đó các bạn. Vì như vậy nó vẫn bay nổi các bạn, nhưng mà vì như vậy nó mới bền máy ha, bền cái motor ha. Để nó áp lực cái motor quá thì nó sẽ là mau hư máy, mau hư động cơ. Đây các bạn thì hiển thị ở bên cái tay cầm điều khiển bên kia hả bạn. À, anh phi công anh cầm bên kia kìa. Nó hiển thị bên cái tay cầm điều khiển bên kia.
Các bạn, máy này thì chuẩn bị cất cánh các bạn, thì anh em và các bạn muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc qua số điện thoại mình sẽ để ở trên màn hình ha. Còn mình thì mình cứ quay thực tế cái gì mình quay cái đó cho các bạn xem thôi. Máy này có nhiều tính năng để phun trên vườn cây đó. Và cây công nghiệp và lúa, lúa nước các bạn. Đây các bạn, khoan thì nó rơi như thế này đây. À, đây các bạn, thì máy bay ra lại đây để mình quay cái lượng khoan rớt xuống cho bạn xem ha. Do là cái hạt khoan nhỏ quá, mình cái máy bay mình nó cũng không có đủ cái chất lượng để quay thấy cho các bạn thấy cái hạt khoan rớt xuống các bạn. Quay chỉ thấy được cái ngay cái họng thôi, còn tốt dưới này thì không thấy. Cái này anh đang lập trình cho là bao nhiêu ký cho một công? Anh đang lập trình là một mẫu là 100 ký anh. Mẫu 100 ký ha, công 10 ký. Các bạn thì như các bạn thấy là một công anh đang gãi là 10 ký phân các bạn. Ure và DAP. Đang gãi cho lúa là 20-25 ngày. Đây các bạn, thì mới cắt cánh vừa rồi đó, là đáp vô cái lại nè, là mới rải được 4 công. Mấy anh đang đổ phân vô các bạn. Thì đổ đầy là đổ không có đầy đâu, tại vì đầy là nó sẽ hơn 50 ký. Theo như mình nghĩ là cái bao phân 50 ký là cái bao DB á, là đổ đầy không đầy cái bình này. Cái bao phân UG là đổ không đầy cái bình này các bạn. Bình này tới 70 lít rồi mới đổ đầy có nhiêu đây là 50 ký nè, bạn thấy nè, đổ đầy có nhiêu đây là 50 ký nữa bạn. Còn đây là cả hai tấc nữa. Nhưng mà cái khúc dưới đó nó nhỏ các bạn, khúc trên nó bự. Rồi giờ mình cùng xem cảnh cắt cánh tiếp theo để gãi phân ha bạn. Nghe cái tiếng bài rất là quy lực các bạn. Giải một bình phân như thế này là trong khoảng 2-3 phút là xong. Thì anh em và các bạn có nhu cầu muốn tham khảo máy, muốn liên lạc để biết thêm chi tiết thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên màn hình đó bạn. Mình sẽ để bên góc phải màn hình. Xong một bình nữa đó bạn. Anh sử dụng con máy bay này nữa là mấy con anh? Con này nữa là 4 con à. 4 con à? Là máy này là con máy mới nhất luôn, lớn nhất luôn đúng không? Máy này máy lớn nhất, con máy mới luôn. Máy này thấy đã hơn mấy kia không? Máy này thép là mượt màu, rất là mau. Màu mạnh mẽ hơn mấy kia dữ lắm ha. Bạn thì anh này anh có hai anh em xung sinh các bạn. Đây là anh điều khiển phi công nè, và anh này. Hai anh em giống hệt nhau các bạn. Nhưng mà nhà ảnh là chiếc máy này nữa là 4 chiếc máy các bạn. Thì anh đánh giá là chiếc máy này là ok hơn những chiếc máy kia hết thảy. Mượt mà mạnh mẽ hơn những chiếc máy kia. Hiện tại là bên mình là chọn bộ là cái gì, gồm cái gì? Một máy 3 pin.
một máy phát điện, một máy bay và ba cục pin là bao nhiêu tiền? 469 triệu ha. Mình có nói chung là nó có nhiều cái ưu đãi chương trình khuyến mãi gì phải không? Nói chung là mấy anh chị cứ gọi là một số hôm nay thì bên em sẽ có những chương trình ưu đãi hấp dẫn hơn cho mình. Rồi ok. Thì anh em và các bạn có nhu cầu muốn biết thêm chi tiết các bạn thì sẽ có nhiều cái chương trình ưu đãi để cho mà bà con nông dân mình tham khảo ha. Đó, thì mình sẽ để lại cái số hotline đó nằm ở trên màn hình. Đây các bạn thì ảnh sẽ test thử gãi một bao khoan đúng 50 kg còn bao nhiêu thời gian ha. Tắt ở đâu đây tôi coi. Lâu quá không làm được tiếp. Tắt hả? Để em kiếm nó nha. Em nhớ nằm đây nè. Đây là phần cài đặt nâng cao đây nè. Đúng rồi. Đây là nó nè. Rồi tắt nó đi. Tắt đi tại bài đây xíu đó. Nãy giờ thì mình phun phân á thì là 7m trên giây, nhưng mà tốc độ tối đa là 10m trên giây được các bạn. Đang rải phân này là 10m trên 1 giây. Đó. Còn hồi nãy giờ mình đang xem trước khi mà mình ấy thì anh chỉnh là chỉ có 7m trên 1 giây thôi. Thì mình chỉnh các bạn. 7m trên 1 giây hay hoặc 10m trên 1 giây thì khi mình bay lẹ lên thì cái họng của cái rải phân á nó tự hạ bự ra để mà nó rớt phân xuống ha. Các bạn thì đáp xuống các bạn. Thì cái máy bay này bay thì trong khoảng là 2 phút mấy cho một bình phân ha. 3 nó bắt ha. Nó rất là luôn là 3 cái thời gian bay có một bình là nó sẽ 3 phút thôi. 3 phút ha. Dạ. Một bình là bà có 3 phút. Dạ. Rồi đâu mấy phút cho em xem thông số. Dạ. 3 phút. Nhiều lít. 3 phút là 50. 3 phút. Này 3 phút nha mọi người. 3 phút 50 kg phân. 3 phút 50 kg phân. Ok. Làm thông dòng thì 10 phút hết nha anh em. 3 phút là gãi được 4 công. 4 công 4 cùng rưỡi. Mà rải một bình phân. Các bạn. Các bạn thì cái bình này thì nông dân là ôm miên bao phân là đổ vô đây luôn hả bà? Ok, thì bây giờ là... Đó. Thì cái nắp ở đây để cho bà con nông dân là cần xả mà ngạt đồ này kia đó thì xả này bỏ. Còn cái này thì cái họng rải ha. Đó. Thì anh em và các bạn tham khảo ha. Cái này là mình một cục pin như là mình xả được 2 bình, 2 bao anh ạ? Dạ, cục một cục pin của thằng T40 này mình phun được... 2 bình đó là 100 kg. Dạ. Cái này bình T40 và T30 xài chung pin nhau được. Dạ, chẳng xài chung được. Dạ. Tại thằng thằng pin của thằng 30 thì nó 29.000, còn thằng này nó bố tới 30.000. Dạ. Dạ, lớn hơn 8.000. Dạ. Hai pin đây vậy. Sao nó ngoài đụng nắng nó gì. À đây các bạn thì cái máy thì rất là bự các bạn, nhưng mà đến khi ship thì rất là gọn nhẹ để anh em di chuyển đường bộ hay đường sông, di chuyển xe bằng xe gắn máy rồi cũng rất là thuận tiện ha. Rất là gọn nhẹ, y ra như là T20 đó, nhưng mà nó có chiều cao và chiều khi dương ra thì nó sẽ bự, còn khi xếp lại thì tương đương như là con T20 ha. Đứng dậy cái phổi xong rồi à. Đây các bạn, ảnh thì như thế này đây đó. Các bạn thì mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Anh em và các bạn có nhu cầu tham khảo hay hoặc muốn mua những chiếc máy bay nông nghiệp như thế này thì liên lạc qua số điện thoại mình để ở trên màn hình.